Hi, xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh YouTube channel mình ha. Thì video lần trước thì mình chơi từ vốn của mình từ 5 triệu mà chơi lên 281 triệu nha anh em. Khá là ok ha. Thì game Bitbot có điểm danh hàng ngày, tặng tiền chia sẻ Facebook mỗi ngày 3.000 đồng nha anh em. Nếu anh em nào quan tâm tới game thì link tải game mình có để phần mô tả video này nhé. Anh em tải về điểm danh hàng ngày, nhận tiền free ha. Cây tiền các thứ. Thì nhận đủ 20k thì anh em có thể cược chơi được ha. Thắng thì anh em nhớ nạp 20k đầu tiên để kích hoạt nhận được tiền thưởng 3.000 đồng mỗi ngày nha. Thì vốn nay của mình 281 triệu ha. Thì trong video này mình chủ yếu là mình test cho anh em một số thủ thuật trên mấy cái trò, ví dụ như siêu xe nè, mấy cái trò nào mà đặt nhiều cửa thì mới có thủ thuật thôi. Siêu xe mình test thôi nha anh em, không có khuyến khích anh em, nói chung test thử nó có dễ ăn hay không thôi, nên xui thôi. Rồi vãi chờ đậu anh em ạ. Vừa mới vô đặt ba cửa bình xe thường nó ra siêu xe luôn. Thôi nói chung thì mới vô thì mình thua, mình biết nó soi mình nên mình thoát ra không chơi siêu xe nữa nha. Coi như bữa nay không chơi siêu xe nữa. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào cái trò Shipboy thì nó cũng có 6 cửa nha anh em. Nếu anh em đặt 5 cửa thì hình như nó không cho rút tiền hay sao. Cũng khó lắm. Đặt 5 cửa thì đặt ít rồi cũng ok nha. Mình sẽ đặt 4 cửa thôi anh em ạ. 4 cửa thì nó rút tiền được. Ồ. Oh. 4 cửa thì phần trăm nó thắng cũng cao đó anh em ạ. Ví dụ như anh em đặt 4 triệu thì anh em thắng được 2 triệu ha. Lời được 2 triệu. Còn anh em đặt 5 cửa thì anh em lời có 1 triệu à. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đặt 4 cửa ha. Rồi, phát nữa nha anh em. Lắc luôn rồi. Nó ăn số 4 là mình trúng 1 triệu nha. Nếu mà anh em muốn ăn non thì anh em đặt về dán thôi anh em ạ. Đặt 4-5 ván vậy anh em cũng ngon rồi. Cũng được gấp đôi số 4 rồi. Thì nó ra lẻ tẻ như thế này thì mình sẽ không đặt nha. 2. Chung cái cầu này nó khó đoán anh em ạ. Nhiều khi anh em gặp cầu anh em canh ha, anh em gặp tiền cầu nào thơm thơm thì anh em hớ vào tiền, còn không thì anh em hút ra chơi chỗ khác rồi anh em có thể đợi nha. Mình thì không thích chơi shipbo lắm. Thế hôm nay mình sẽ khám phá cái trò quay thú lại nha. Mình sẽ kiếm tìm kiếm cái thủ thuật mới cho anh em ăn non thôi anh em ạ. Nói chung thì quay thú thì nó có nhiều cửa ha. Mình đặt lắp lực một chút á, thì nó sẽ thắng rất là cao, tỷ lệ phần trăm thắng rất là cao. Nhưng mà nó ăn ít. Mình sẽ thử đặt 4 cửa luôn. Bây giờ 5 cửa luôn, 16 cửa luôn anh em ạ. À. Đây mình test ra anh em cũng nên làm theo ha. Nếu mà anh em thấy hiệu quả thì để mình test thêm vài ngày nữa. Thì mình cứ đặt trên bỏ x12 x24 ha. Đó, ví dụ như mình trúng con thỏ đi. Thì như mình đặt 6 cửa là 7 triệu đó. Con thỏ này thì tới 9 triệu luôn anh em ạ. Con thỏ này 1 triệu rưỡi nhân 6 là tới 9 triệu. Là lời tới 2 triệu luôn á. Triệu mấy nha, từ trừ phí nữa. Nếu mà nó ra con thỏ thì lời 2 triệu mấy. Đó, ví dụ như chim én thì anh em là cũng lời 2 triệu mấy bạn. Ủa 1 triệu mấy ha, gần 2 triệu. Đó. 8 triệu 8 nha. Triệu 8 đó. Thì anh em nhìn số vốn mình cược đó là 3 triệu 7 triệu nha anh em. Tổng số vốn cược nếu là anh em đặt 100k thì 100k, 150k thì vốn của anh em thì
700k nha. Trúng thì trúng 8 chứ. Trúng thì trúng 900k, nó vậy đó. Đó, ví dụ như trúng con chim én thì mình thu lãi được 1 triệu 8 nha. Tại vì vốn của mình cược là 1 triệu rưỡi. Ủa, 7 triệu. Thì một vài ván thì nó cũng không phản ánh lên điều gì nha anh em. Mình sẽ chơi một lúc nữa. Cái này là đặt bít cửa luôn, trừ hai cửa x12 thôi. Với hai cửa x24% gì đó. Rồi nó ra như thế này là mình thua nha. Thua 7 triệu nha. Nãy giờ thì mình trúng được hai ba ván gì đó. Ba ván cho 5 triệu, cho 6 triệu đi. Thua một ván 7 triệu rồi còn lỗ nha anh em. Mình ở đây mình sẽ test thử cho anh em cái cách chơi ha. Còn anh em nào nói chung chơi thì anh em đừng áp dụng theo nha. Cái này là mình mới test thôi. Đó, ví dụ nó ra con nghĩa 8 đi. Thì mình lời được có 800 anh em. Coi như là 1 triệu nhưng mà nó chịu phí ha. Lời 800. Một chục ván thì thua một ván thì toan. Chục ván thua một ván thì nó mới về vốn nữa. Rồi nó lấy ra con chim đại bàng ha. Rồi anh em xem video ha, like đăng ký kênh. Nếu anh em nào chưa tải game thì mình tải ủng hộ mình ha. Link tải game game mình gọi để ở dưới phần mô tả video này. Ngoài ra thì anh em có thể bình luận cho mình các phương pháp chơi mới trên trò quỷ thú này ha. Để mình thử. Nếu mà thử thành công thì anh em có thể áp dụng chơi ha. Ở đây mình sẽ gấp đôi lên thử ha. Gấp 3 lên luôn anh em ạ. Gấp 3 lên. Thử dán cũng ok nè. Thì anh em chơi thì so với số tiền của anh em á, thì anh em đặt ít thôi. 10-20k một dán vậy đó. Nếu có tiền thì 100-150k vậy đó. Sau đó anh em gấp thép lên. 10-20k thôi. Rồi mình sẽ quay lại mức cược ban đầu ha. Thì hai con x6 thì mình sẽ đặt 1 triệu rưỡi nha. Rồi nó la ra con đại bàng luôn. Chứng tỏ là cái thủ thuật này nó cũng hơi bị nói chung thì anh em cũng phải canh canh cái cầu nha. Chết mẹ. Mà hình như mình quên luôn anh em ạ. Hình như đặt nhiều cửa nó không cho rút luôn anh em. Ừ anh em lưu ý nha. Quên chứ. Nếu mà anh em đặt nhiều cửa thì nó sẽ không cho rút đâu nghe anh em. Mình quên cái vụ mà đặt nhiều cửa nó không cho rút nữa anh em ạ. Nói chung là cách này thì cái thủ thuật này anh em không áp dụng nha. Để đi tí nữa mình ra đổi thủ thuật khác ha. Đổi cách khác anh em ạ. Chứ thấy là giờ nó cũng giật mớ tiền. Bây giờ mình sẽ đổi sang mình đặt 5 cửa thôi anh em ạ. 5 cửa thôi. 5 cửa nha. Ra không bồ câu. Năm cửa thì mình bớt đi 1 triệu. Và nếu mà nó ra bồ câu như thế này thì mình lời được 2 triệu ha. Triệu 8 nha anh em. Nó lát nữa không có. Ôi nó ra bồ câu mình. Nếu ra bồ câu thì mình thua hay gì á. Mình thua rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gấp 2 lên nha. Mình cứ tưởng là mình trúng nha. Thì ví dụ như anh em đặt X8 được 2 triệu thì con X6 anh em đặt 3 triệu ha. Tại vì X6 nó thắng thì không khéo anh em đặt ít nó lại lỗ ha. Đấy anh em ạ, 17 triệu rưỡi ha. 7 triệu rưỡi lời đâu đó 4-5 triệu nha. 6 17 triệu rưỡi là lời được 5 triệu ha.
4 triệu rưỡi. Thì giờ anh em tính một món giá anh em đặt 20 ngàn, 200 ngàn gì đó. Thì nó sẽ ra ha, ở đây mình đặt 2 triệu luôn. Đó, ví dụ như đặt 20 ngàn mỗi gián thì giá anh em lời 40 ngàn. 5, 4, 45 ngàn. Đặt 5 cửa và anh em bỏ một cửa với 8 nè. Bỏ một con x8 ha, hai con x12 và con x24, x100, tại vì x12 nó tại cái phòng này nó sao chứ nó ít ga lắm nè, mà x12 nó cũng ít ga chúng nha. Ở đây chúng là mà được 16 triệu, 15 triệu 6 là mình lời cũng được 3 triệu 6 nha anh em. Đó, nếu anh em đặt 20k một dáng á thì anh em lời được 36 ngàn thế thôi. Một gán trúng với 8. Nói chung thì nó cũng có lợi ha. Cách này thì anh em ăn non cũng khá ok nè. Rồi nó ra con X12 toan luôn anh em ạ. Mình muốn ra một cái thủ thuật là nó tỷ lệ ăn nó rất là cao. Nó 8 9 10% nha, để anh em tránh, để anh em ăn non. Mình chơi hắn 5 cửa luôn. Anh em đặt 5 cửa thì anh em có thể rút tiền được nha. Nhiều người cũng đặt rồi, nhưng mà 6 cửa là mình không biết á, rất là nguy hiểm nên anh em không áp dụng 6 cửa à. Rồi gấp đôi lên thì nó lại ra cái hai con đại bàng luôn nha. Mình chơi lâu rồi mình thấy là có một cách để anh em tránh xôi tuyệt đối luôn, tránh xôi không có tuyệt đối gì hết. Nói chung là tránh xôi đó là anh em mới vào anh em đặt cho mình rất là nhiều cửa. Nếu mà nó trong vòng 5 ván đặt ít ít thôi, 5 ván mà anh em thua tầm 2 ván ấy, game nào cũng vậy, anh em đặt siêu xe đi, anh em đặt ba bốn cửa vậy đó, 5 ván mà nó không ra nó thua 2 ván ấy, là anh em bị xôi ha. Còn nó trúng nhiều thì anh em chơi tiếp. Ví dụ như anh em đặt 5 cửa vậy nè, mà đặt cứ một hai gián nó ra con đại bàng á thì nó soi anh em ha, rất là dễ luôn. Anh em nhận biết nó soi rất là dễ, khi mà biết nó soi rồi anh em không chơi nữa, tuyệt đối anh em nghỉ luôn, thoát ra chơi chỗ khác. Nếu không ổn nữa thì anh em để tiền nó một lúc sau anh em chơi tiếp ha, tại vì nó cho ăn thì nó cho ăn à, còn nó soi là nó soi. Nó sao là sao miết luôn đó anh em ạ. Giống như kiểu ngày nào anh em đen nó cũng tính vô. Ui, mình đập to một tí nha. Tại vì nó ra hai con đại bàng rồi anh em. Ra hai con X12 thì phần trăm nó ra X12 nữa rất là thấp. Thì giờ ván này ví dụ như anh em đặt ví dụ như mình đặt 4 triệu một ván đi. Hai con chim bụt chim én X6 thì mình đặt 6 triệu ha. Thì đó 24 triệu mà mình thắng á, 4 3 12. Đúng rồi, 24. 24 để coi thắng bao nhiêu nha. 24 triệu mà mình thắng thì 31 triệu 6 triệu 2 ha. Là lời đâu đó tầm 7 triệu ha. Nên đặt càng cao thì phí nó càng cao thôi. Lời được 7 triệu. Lụm con X8 nữa nè. Thì giờ mình làm cái thủ thuật thì chắc chắn là anh em ăn non thì phần trăm rất là cao rồi đó. Phần trăm thắng thì cao. Ví dụ như anh em có thể chơi 3 4 ván thì anh em nghĩ cũng được. Thì chốt lãi hôm nay mình không có lãi nha, tại vì mình chủ yếu là mình bày ra cho anh em một số thủ thuật để anh em chơi trên trường vi thú ha. Còn anh em thích thì like đăng ký kênh và làm sao mình ra những video thủ thuật trên những game